E. Lời khuyên răn của Đức Thế Tôn tổng kết về tưởng ấm. A Nan nên biết, trong thời mạt pháp, mười thứ ma ấy hoặc xuất gia tu tập theo giáo pháp của Như Lai, hoặc chúng gá vào thân người, hoặc tự biến thành nhiều dạng khác nhau. Chúng đều tự xưng đã thành bậc chánh biến tri. Giảng: A Nan nên biết, đặc biệt trong thời mạt pháp, mười thứ ma ấy, những thứ xuất hiện trong mười cảnh giới ma liên quan đến tưởng ấm, hoặc xuất gia tu tập trong giáo pháp của Như Lai, hoặc chúng gá vào thân người. Ma dương có thể gá vào thân người khác hoặc tự biến thành nhiều dạng khác nhau. Nó có thể biểu diễn thần thông như ma dương và hiện ra đủ loại hình dạng. Nó có thể hiện ra Phật, Bồ Tát, A-la-hán hoặc người ở cõi trời. Ma dương có thể hiện ra bất kỳ hình dạng nào. Chúng đều tự xưng đã thành bậc chánh biến tri. Chánh biến tri là một trong mười danh hiệu của Đức Phật. Đức Phật là người có đầy đủ chánh tri và biến tri. Chánh tri nghĩa là biết rằng tâm bao hàm vạn pháp, và biến tri nghĩa là biết rằng vạn pháp đều chỉ là tâm. Khi mọi người có được sự hiểu biết chân chánh, đích thực như thế, thì người ấy sẽ được thành Phật, thành một bậc chánh biến tri. Thiên ma ngụy tạo cho mình là Phật và giả tạo tuyên bố đã đạt được chánh biến tri. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sắp nhập Niết Bàn, Ngài triệu tập các ma dương lại và dạy: các ông từ ngay bây giờ phải an trú trong giới luật, chớ nên quỷ phạm. Ma dương đáp lời: thế Ngài muốn chúng tôi thực hành theo giới luật Ngài chế ra? Được thôi, đến thời mạt pháp tôi sẽ đắp y của Ngài, ăn thực phẩm của Ngài, rồi đại tiện vào trong bình bát của Ngài. Lời nói đó có nghĩa là chúng nó sẽ quỷ phạm giáo pháp từ ngay bên trong. Khi Đức Phật nghe như thế, Phật bảo: thế thì chẳng còn cách nào cứu giúp được cho các ông. Phương cách hành sự của các ông quá độc ác và tàn hại. Nên nói rằng, trùng trong thân sư tử ăn thịt sư tử, có nghĩa là trong thời mạt pháp, ma thì mạnh và pháp thì yếu. Do vậy, người tu hành phải rất cẩn trọng. Ma dương giống như loại gì? Thông thường nó khác hẳn với mọi người. Nó có ma khí bên trong, có một số hiện tượng khác thường nó biểu hiện ở bên ngoài, để chứng tỏ nó là ma dương. Chúng nó khen ngợi dâm dục, phá luật nghi của Phật chế. Thầy trò ma truyền dạy nhau về dâm dục, tinh thần tà dại như thế, mê hoặc tâm ý người tu hành, trải qua ít nhất 9 đời, nhiều thì cả trăm thế hệ, khiến kẻ chân tu đều rơi vào quyến thuộc của ma. Giảng: chúng nó khen ngợi dâm dục. Bằng cách nào mà ta có thể kết luận người đó là ma? Đó là ma thì không bao giờ tán thán phương pháp tu hành chân chánh. Nó tán dương dâm dục và công khai tuyên truyền việc dâm dục, phá hủy luật nghi Phật chế. Nó nói: giới luật của Phật thật là vô dụng, đừng giữ làm gì. Giới luật ấy chỉ để cho hàng đệ tử tiểu thừa thực hành mà thôi. Còn chúng ta là hàng Bồ Tát Đại Thừa nên chẳng cần giữ gìn làm gì. Thầy trò ma, đệ tử của ma dương truyền dạy nhau việc dâm dục. Họ thực tập việc dâm dục với nhau và khen ngợi việc ấy, nói rằng đó là pháp môn vi diệu tuyệt vời nhất. Lý chân không diệu hữu đều ở ngay trong đó. Tinh thần tà dại như thế, đó là tán dương dâm dục, mê hoặc tâm ý người tu hành. Do vì tâm ý của người tu hành đã bị tà ma gá vào mê hoặc rồi, họ đắm mình trong dâm dục và công khai tán dương. Họ làm tất cả chuyện ấy vì ma đã chiếm đoạt, làm chủ toàn bộ tâm ý. Trải qua ít nhất 9 đời, nhiều thì cả trăm thế hệ, khiến kẻ chân tu đều rơi vào quyến thuộc của ma. Ít nhất là trải qua 9 đời. Đời có nghĩa là sao? Có phải là khoảng thời gian sống của một người từ khi sinh ra đến khi chết đi không? Không phải, mà còn hơn thế nữa. Đó là một thời gian khoảng 100 năm. Do vậy 9 đời là 900 năm, và nhiều nhất là trải qua 100 thế hệ. Một thế hệ là 30 năm, 100 thế hệ là 3.000 năm. Người tu hành chân chính bị lạc vào quyến thuộc ma dương ít nhất là 9 đời, 900 năm, lâu nhất là 100 thế hệ, 3.000 năm. Sau khi chấm dứt mạng sống, ắt phải đọa làm dân của ma, đánh mất chánh biến tri và đọa vào địa ngục vô gián. Giảng: sau khi chấm dứt mạng sống, khi đã mãn Phật, bất kỳ khoảng thời gian nào đó trong 9 đời đến 100 thế hệ, người tu hành bị chết đi, ắt phải đọa làm dân của ma. Người ấy không thể là ma dương.
nó chỉ có thể là một ma dân soàn xỉn, một công dân bình thường trong đám dân ma. Đánh mất chánh biến tri, nó bị mất chánh tri kiến, chỉ còn lại tà tri, tà kiến. Nó sẽ chấp hành theo việc ma dương sai sử, và cuối cùng nó sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián. Sau khi nó hưởng hết phước làm ma, mạng sống của ma dân chấm dứt, nó sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián. A Nan, ông này chứ nên dội vào niết bàn. Dù ông đã đạt được quả vị vô học, hãy lưu giữ lời nguyện đi vào cõi đời phạt pháp kia, phát lòng đại bi cứu độ các chúng sanh có lòng tin chân chánh sâu xa, khiến cho họ không mắc vào tà ma, giúp cho họ có được chánh tri kiến. Này Như Lai đã giúp ông thoát ra khỏi sinh tử. Này, ông vâng lời Phật dạy, đó gọi là báo ơn Phật. Giảng: A Nan, ông này chưa nên vội vào niết bàn, chưa nên nhập niết bàn sớm. Hãy thay Như Lai ở lại cõi ta bà này mà giáo hóa chúng sanh. Mặc dù ông đã đạt được quả vị vô học, hãy lưu giữ lời nguyện đi vào cõi đời mạt pháp kia. Dù nay ông đã đạt được quả vị vô học, lúc ấy A Nan đã chứng được quả vị thứ nhì của hàng A La Hán, chưa chính thức đạt được quả vị vô học. Tuy vậy, con đường công phu tu tập dẫn đến việc chứng ngộ của A Nan rất sáng sủa. Thế nên ngài được xem như người đã đạt được quả vị ấy. Đức Phật dạy: ông nên nhớ lấy lời nguyện đại từ bi. Khi thời kỳ chánh pháp đã qua, thời tượng pháp không còn nữa, thời mạt pháp sẽ đến. Lúc ấy, hãy phát lòng đại từ bi cứu độ các chúng sanh có lòng tin chân chánh sâu xa. A Nan, ông hãy phát tâm đại từ đại bi cứu độ tất cả chúng sanh có lòng tin chân chánh ở trong thời mạt pháp, khiến họ không mắc vào tà ma. Hãy cứu độ chúng sanh, khiến họ phát khởi niềm tin vào nơi ông, để họ khỏi bị mê hoặc bởi ma dương, khiến họ không theo ma dương, dùng phương tiện của ma nhiễu hại chúng sanh nữa. Giúp họ, những chúng sanh trong thời mạt pháp, có được chánh tri kiến. Có nghĩa là ông và tôi và những chúng sanh ngay bây giờ, chứ không ai khác. Quý vị nên nhắc nhở thức tỉnh lấy mình, tự mình phải có chánh tri kiến. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại dạy: này A Nan, Như Lai đã giúp ông ra khỏi sanh tử, ông đã chấm dứt được sanh tử luân hồi, ông đã chứng được quả vị thứ hai của hàng A La Hán, và ông đã biết được con đường đi đến quả vị thứ tư. Vì thế, qua kết quả công phu tu hành của ông, có thể nói rằng ông sẽ vượt qua sanh tử. Này ông vâng lời Phật dạy, đó gọi là báo ơn Phật. Bây giờ quý vị hãy lắng nghe lời Phật dạy, hãy thực hành những gì Phật dạy, và đừng quên, bằng cách tôn trọng và vâng lời Phật dạy, quý vị mới có thể đền đáp ân sâu của chư Phật. Báo đáp ân Phật nghĩa là gì? Nếu chúng ta tôn trọng thực hành lời Phật dạy thì đó là báo ân Phật. Nếu chúng ta muốn đền đáp ân Phật, ta phải vâng lời Đức Phật đã dạy. A Nan, muốn báo ơn Phật, ngài cũng phải theo lời dạy của Đức Phật. Chúng ta nên vâng làm theo lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng như các vị pháp sư đã dạy ta học tập kinh điển và đạo lý. Đó là lý do từ đầu tôi yêu cầu quý vị phải tinh thuần làm theo lời Phật dạy. Tôi không phải là Đức Phật, nên tôi cũng vâng lời Đức Phật dạy. Bất cứ việc gì, chúng ta cũng không nên quên lời Đức Phật dạy. A Nan, mười cảnh giới hiện ra trong thiền định như thế đều do tưởng ấm và tâm dụng công giao xen. Giảng: A Nan, mười cảnh giới được giải thích, nó chỉ hiện ra trong khi hành giả tu tập thiền định, khi nỗ lực hết sức dùng công để đạt đến mục tiêu. Những cảnh giới này hiện ra từ đâu? Nó xảy ra đều do tưởng ấm và tâm dụng công giao xen, do dụng tâm tu quán phối hợp tạo nên. Đó là những sự biến đổi xảy ra trong lúc tiêu trừ tưởng ấm, như là kết quả của sự nỗ lực dụng công đến cực điểm. Khi quý vị dụng công tu tập đến mức tối đa, trạng thái như thế này sẽ phát sinh. Nhưng khi nó phát khởi thì đừng dạy nhận giặc làm con, đừng bị mê lầm bởi những cảnh giới này. Khi các ông ngồi thiền, sự nỗ lực dụng công quán chiếu giao xen với tượng ấm tạo nên một bãi chiến trường như trong một cuộc chiến tranh. Nếu định lực của ông mạnh hơn thì tượng ấm sẽ bị chinh phục, nhưng nếu tượng ấm thắng, công phu định lực của ông yếu hơn và thức tán, thì hành giả sẽ bị rơi vào cảnh giới của ma, và mười cảnh giới này sẽ xuất hiện. Chúng sinh ngu mê không biết lượng sức mình, gặp nhân duyên đó mê không tự biết, còn nói đã chứng thánh,
thành tội đại vọng ngữ, phải đọa vào địa ngục vô gián. Giảng: chúng sinh ngu mê, không biết tự lượng sức mình. Chúng sinh thường có tâm chấp trước, họ rất ngoan cố, không biết uyển chuyển, nhu nhuyễn mà lại ngu si, thiếu trí huệ, không tự mình suy tính được việc gì chân chánh cả. Gặp nhân duyên đó, mê không tự biết. Khi gặp ma cảnh như thế, không đủ sức sáng suốt thẩm định. Điều quan trọng nhất là nếu các ông thẩm định được trạng thái đang xảy ra, thì các ông không bị ma chuyển. Nếu các ông sáng suốt nhận thức rõ ràng về nó, thì các ông sẽ không bị nhầm lẫn. Nếu các ông không nhận ra, thì sẽ bị mê lầm. Mê lầm là do không nhận thức minh bạch. Và điều gì sẽ xảy ra khi hành giả không hiểu rõ cảnh giới này? Nó nói chứng thánh. Nó nói những lời như: các ông có biết tôi không? Tôi đã thành Phật rồi, và tôi sẽ kể cho các ông nghe. Đối với tôi, thành Phật quá dễ, còn rẻ hơn cả một tấm đầu phù. Thật là quá dễ phải không? Dễ, nên những người như thế thường nói rằng họ đã thành Phật, họ đã chứng đạo, họ đã giác ngộ, họ đã tham được thoại đầu và hiểu được những thoại đầu ấy. Chẳng hạn như có người Mỹ vừa đến đây vào hôm nay. Anh ta là một loại như lục tổ của nước Mỹ, đã đến đây cách vài hôm. Anh ta không lạy Phật, không nghe Pháp, chỉ ăn trưa rồi đi. Lý do anh ta đi là vì ma kéo đi. Trong người anh ta có quá nhiều ma khí, đến nỗi anh ta cảm thấy bất tiện khi phải lưu lại đây dù chỉ thêm một phút sau khi ăn trưa. Quý vị nên có nhận định rõ ràng, tổng quát về người bị ma gá. Phong cách của nó biểu hiện qua suy nghĩ nó đã thành Phật, nên chẳng cần lạy Phật nữa. Thành tội đại vọng ngữ sẽ rơi vào địa ngục vô gián. Trong tương lai, chắc chắn nó sẽ rơi vào địa ngục vô gián. Đừng có trông mong một khoảnh khắc tạm thời ngưng nghỉ, ít nhất cũng là 9 đời, dài nhất là 100 thế. Không nghe theo Phật Pháp là vì ba lực đã chiếm đoạt nó rồi. Dù nó muốn nghe, thì thân tâm nó vẫn thấy rất khó chịu, khiến nó không thể ngồi yên. Trước đây tôi đã kể cho quý vị nghe chuyện này. Quý vị nên hết sức lưu tâm. Khi quý vị đến chùa hoặc niệm Phật đường nào, quý vị cũng phải tuân theo thiền môn quy củ nơi đạo tràng ấy. Hãy làm theo những gì mọi người đang làm, đừng đứng khi mọi người đang lạy Phật. Những người hành xử như thế sẽ không bao giờ học được Phật Pháp. Khi học Phật Pháp, quý vị phải hết sức khiêm tốn, cung kính và chân thành. Vào thời mạt Pháp, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, các ông cần phải đem lời dạy của Như Lai chỉ bày cho chúng sinh, khiến cho họ được tỏ ngộ nghĩa đó. Đừng để cho thiên ma có dịp quấy phá. Phải giữ gìn che chở cho chúng sanh thành đạo vô thượng. Giảng: vào thời mạt Pháp, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, các ông cần phải đem lời dạy của Như Lai chỉ bày cho chúng sanh. Các ông là A Nan và các vị đại Bồ Tát, các vị đại tỷ khưu trong hội chúng cùng các vị đại trưởng lão. Đây là lời khuyến tấn của Đức Phật. Các ông phải truyền dạy giáo pháp của Như Lai liên tục cho đến thời mạt Pháp, khiến cho họ được tỏ ngộ nghĩa đó. Dạy cho họ hiểu được kinh Thủ Lăng Nghiêm, dạy cho họ về 50 loại ấm ma, về từng tướng trạng ma trong sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm mà tôi đã giảng giải cho ông. Hãy hết lòng truyền bá giáo lý này cho chúng sanh được hiểu. Đừng để cho thiên ma có dịp quấy phá. Nếu các ông cứ để cho ma muốn làm gì tùy ý, thì các ông sẽ bị phiền nhiễu. Giữ gìn che chở, hộ trì Phật Pháp giúp cho chúng sanh được thành đạo vô thượng. Ha ha ha, 问三摩地娑诃。